Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn ra với tốc độ nhanh và diễn biến khó lường, với tinh thần nhân văn, hợp tác và sẻ chia, Chính phủ Việt Nam chỉ đạo các bộ, ngành hữu quan tâm, hỗ trợ để người nước ngoài tại Việt Nam được bảo đảm sinh hoạt bình thường, an toàn, được giám sát chăm sóc y tế, điều trị tích cực trong trường hợp cần thiết. Những việc này của Chính phủ và nhân dân Việt Nam được công dân nước ngoài, chính quyền các nước và cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Mới đây, một người đàn ông 54 tuổi, quốc tịch Anh, Wayne Wunrow, đã viết trên mạng xã hội với nội dung gửi đến tất cả các bác sĩ, điều dưỡng, quân nhân, cảnh sát và tình nguyện viên: "Chúng tôi cảm ơn các bạn vì những hy sinh to lớn để giúp chúng tôi an toàn." Wayne lấy vợ Việt Nam, đã ở Hà Nội 10 năm và là giáo viên tiếng Anh. Ông chia sẻ muốn làm điều gì đó cho đất nước mình đang sống, nhất là sau khi đọc các bài báo về nỗ lực chống COVID-19 của Việt Nam. Ông đã kêu gọi bạn bè chụp ảnh và nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng. Những người tham gia dự án của ông đều đến từ nhiều quốc gia khác nhau, từ Anh, Mỹ, Đức tới Nam Phi, Ai Cập, Bồ Đào Nha. Họ chủ yếu đang sống tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng cũng có những người ở các tỉnh khác như Bạc Liêu, Bến Tre. Mọi thông điệp đều xuất hiện dòng chữ "Việt Nam cố lên". Wayne chia sẻ, những gì chúng tôi đang làm quá nhỏ bé so với sự hy sinh của các y bác sĩ, quân đội, cảnh sát và tình nguyện viên. Chúng tôi muốn họ biết rằng họ không đơn độc.